Xin chào các bạn, xin chào các bạn khán giả. Lúc này thì Xuân Anh đang có mặt trên đỉnh Phiêu Bắc của tỉnh Cao Bằng và trời thì rất là rét. Mức nhiệt lúc nãy mà Xuân Anh cập nhật thì là khoảng âm 6 độ. Trời buốt là như thế, xong rồi lại còn với cả độ ẩm thì cũng cao nữa. Cho nên là ngày hôm sáng sớm ngày hôm nay thì một số chỗ thì cũng đã xuất hiện băng giá ở trên đỉnh Phía Bắc Cao Bằng. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Xuân Anh quay ra cho các bạn nhìn thấy nhá, là mây mù kinh khủng ở trên đỉnh Phía Bắc luôn. Xin chào các bạn. Đây các bạn nhìn nhá. Đây ạ. Wow. Sương mù kín luôn. Sương mù rất là dày. Vâng, đây. Các bạn có thể thấy là sương mù dày này. Độ ẩm thì trên 90%. Đó chính là lý do vì sao mà ở trên đỉnh Phía Bắc sáng sớm nay cũng đã có hiện tượng băng giá và sương muối. Đây là ở trên đỉnh Phía Bắc đây các bạn ơi. Chúc mừng năm mới tất cả các bạn khán giả nhé. Quên mất là chưa gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn khán giả đúng không ạ? Xuân Anh cũng xin được từ Phía Bắc. Đây, cột mốc số 0 đây. Các bạn có thể nhìn thấy. Từ cột mốc Phía Bắc 0 km đây đúng không ạ? Trong buổi sáng đầu năm thì chúc các bạn sẽ có một năm 2021 thật là may mắn, thật là thuận lợi và hy vọng rằng là những cái kế hoạch thì chúng ta đề ra thì mong rằng là các bạn sẽ có được những cái sự may mắn để có thể thành công với nó. Như là Xuân Anh chẳng hạn thì cuối năm ngoái và đầu năm nay Xuân Anh đặt mục tiêu là sẽ phải săn băng giá bằng được, thì sáng sớm ngày hôm nay Xuân Anh cũng đã thấy được băng giá rồi, và tuy là nó chưa nhiều, nó chưa phủ trắng, nhưng mà thực sự là cũng bỏ cái mong muốn và cái công sức của Xuân Anh cũng như là cả ekip ngày sáng đã đi lên đến đây vào mấy ngày qua. Và các bạn có thể nhìn ở đây, Xuân Anh cũng đã ghi ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ở Phía Bắc Cao Bằng 0 km đây. Lúc này thì nó cũng đang bắt đầu tan cái lớp giá này rồi. Thế nhưng mà đây quý vị ạ. Đây ạ. Đó. Các bạn có thể thấy không? Nó chỉ mỏng mỏng như thế này thôi, bởi vì là sáng ngày hôm nay thì có lẽ rằng là sương mù ấy, thì có thể là cái khoảng thời gian mà nó xuất hiện thì muộn. Đây các bạn nhìn này, quệt là ướt này. Quệt là da này. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Sáng ngày hôm nay thì đúng là một món quà đầu năm mà thời tiết dành cho ekip, những người làm thời tiết đúng không ạ? Ekip của Xuân Anh. Đây là biên tập viên Quách Duyên. Tất nhiên là người lên hình thì mọi người đều biết, nhưng mà những người mà đứng đằng sau những cái bản tin thì không phải ai cũng biết đúng không ạ? Đây, chị Quách Duyên. Một người chị rất thân thiết của Xuân Anh, chị em. Và chị Duyên cũng như là Xuân Anh thì đã lên đây được hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Và bọn mình thực sự là rất là vui vì đến ngày hôm nay thì đã bắt được cái hiện tượng băng giá. Tuy là nó mới chỉ nho nhỏ thôi, nó chỉ ít thôi, thế nhưng cũng phần nào là thỏa mãn cái niềm mong muốn của mình. Và sáng sớm ngày hôm nay thì cái mức nhiệt ở Cao Bằng ấy đo được là khoảng âm 6 độ, là ở trên đỉnh Phía Bắc nhá, là khoảng âm 6 độ với độ ẩm là khoảng trên 90%. Đấy, và đó chính là đáp ứng đủ hai cái điều kiện là để hình thành được băng giá. Bởi vậy mà băng giá cũng đã xuất hiện. Nhưng mà cái lý do vì sao mà nó ít ấy, thì có thể là cái thời gian mà sương bắt đầu xuất hiện mà để mà độ ẩm tăng cao ấy, thì nó lại chưa đủ dài để mà cái lúc khớp với cả cái lúc mà thời gian nhiệt độ thấp ấy. Nếu như mà sương sớm, sương nó bao phủ sớm hơn từ tối hôm qua chẳng hạn, thì sáng ngày hôm nay có lẽ rằng là một lớp băng giá đã phải bao phủ cái khu vực này rồi. Vì thực sự là trên các cái lá cây hay là cành cây thì băng giá thì đều có một cái lớp nước, lớp sương ấy ạ. Và nếu như mà nhiệt độ mà xuống thấp như thế như tối ngày hôm qua,
như đêm ngày hôm qua vừa xong ấy, thì chắc chắn là sẽ phải có băng giá. Và thế nhưng mà bây giờ thì trời bắt đầu sáng dần nên có lẽ là nhiệt độ nó cũng sẽ dần tăng ấy. Bởi vậy mà bắt đầu nó tan cái lớp băng đấy đi. Các bạn có thể là xem trên trang fanpage Dự báo Thời tiết VTV thì cho nên cũng vừa đăng những cái hình ảnh mà ghi nhận được là cái chậu nước mà để ở ngoài sân ấy nó cũng đã đóng băng. Và yên xe máy sáng sớm nay thì hôm nay chụp được cái hình ảnh là sương muối nó cũng đã phủ trắng. Ủa, các bạn có thể nhìn này, tay đỏ. Thực sự là cảm thấy tê cóng cả 10 đầu ngón tay rồi. Và có lẽ là lúc này thì Xuân Anh cũng như là cả ekip sẽ xuống phía dưới một chút, khu vực phía đén, để tiếp tục sản xuất thêm một số những cái sản phẩm khác. Hẹn gặp lại các bạn trong năm mới. Chúc các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng nha. Hôm nay thì cũng chưa chào các bạn nhỉ. Bình Đặng này, Vũ Ngọc Trung, Thức Đặng. Đúng rồi bạn Thức ạ, âm 6 độ và độ ẩm trên 90% ạ. Mai Thiết, Đoàn Hùng, Vũ Điệp Khánh. Bao giờ hết đợt lạnh, khả năng rằng là sẽ duy trì cho đến hết của tuần này, hết cái đợt nghỉ Tết lần này. Và không chỉ là ở khu vực Bắc Bộ đâu mà Bắc Trung Bộ cũng rất là rét đấy ạ. Nguyễn Thắng, Thúy Quỳnh. Mới năm mới khoảng bây giờ có khi khoảng 17 giờ thôi đúng không ạ, mà bây giờ đã có khoảng hơn 2.000 các bạn khán giả vào tương tác thì quả thật là các bạn dậy sớm quá. Năm mới dậy sớm để thành công đúng không ạ, như là Xuân Anh và ekip của mình chẳng hạn, thì hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ có một năm mới thật là thành công nhá. Tạm biệt các bạn. Xe thơ ở đây bây giờ chúng Xuân Anh sẽ chưa tạm biệt các bạn. Chúng ta sẽ cho các bạn xem là ở đây trời sương mù như nào. Định tạm biệt nhưng mà lại tiếp tục. Rồi ạ. Dạ, bây giờ chúng ta xuống đi. Em đang lưu cho các bạn khán giả xem cái đường sương mù như thế nào. Thế thì anh lên trước đi, anh lên trước đi. Không, anh quay điện thoại thôi. Em lên live stream với mọi người. Xuân Anh quyết định là sẽ chưa tạm biệt các bạn, vội sẽ cho các bạn xem là cái đường đi lên phía Bắc và đường đi xuống phía Bắc này như nào nhá. Đây là anh Hùng. đây là anh Trọng Đức. Anh Trọng Đức đam mê quay phim, chụp hình. Lúc này anh vẫn đang quay phim đấy ạ. Đằng sau đây là đây anh Việt Thanh các bạn ơi. Làm sao mà có thể lên sóng được mà chỉ có một mình MC đúng không các bạn? Có rất cả một ekip thì có rất là nhiều người để đóng góp vào thì mới thành được một cái bản tin như vậy. Và để mà lên được đến trên đỉnh phía Bắc này thì thực sự là cả một cái sự nỗ lực của cả ekip. Các bạn có thể nhìn ở ngoài này. Trời thì sương mù dày. Nhìn từ xa thì không có thấy. Các bạn có thể thấy là ở đây thì cây cối rất là đẹp đúng không ạ? Và với những cái cây cối như thế này ấy, mà nếu mà có một lớp băng giá bao phủ lên thì thực sự là nó sẽ rất là đẹp. Và cảm giác có lẽ rằng là nó cũng sẽ không khác gì là trời Âu cả. Như ngày xưa ấy, như ngày xưa ở năm 2016 thì cũng đã có băng giá do là trời rét. Và ở trên này thì một số những cái hình ảnh ghi nhận được thì nó cũng rất là đẹp. Phủ trắng, băng giá phủ trắng. Và ở trên đỉnh Phía Bắc, Cao Bằng. Các bạn có thể thấy là đường lên, đây là Xuân Anh đang đi xuống, nhưng mà nó cũng chỉ có một cái lối này thôi để các bạn vừa lên và vừa xuống. Ở khu vực đỉnh Phía Bắc thì các bạn cũng có thể thấy là đường khá là đẹp, chứ không khó đi. Đỗ Thế Huy, chúc mừng năm mới cả ekip. Stream thì sẽ kết thúc bây giờ bởi vì là trên cái đoạn đường đi từ đây xuống thì có những cái đoạn mà sẽ mất sóng nên là cái livestream nó sẽ bị gián đoạn ý. Thì Xuân Anh cũng chào tạm biệt các bạn luôn từ bây giờ nhá. Đường đi khá là đẹp và các bạn có thể đủ nhìn thấy rồi. Và chúc các bạn sẽ có một năm mới thật là tuyệt vời nha. Bye bye.